Đây, giới thiệu nhanh về bộ mạch 2.5 tấc đôi ha, sử dụng mạch CE8676 ha, phiên bản mới, phiên bản Deadbeat có chống hú ha. Đây. Rồi, bình ắc quy lắp vô cho mạch ha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ test cái phần micro trước ha. Đây. Xét luôn. Xét luôn. Chống hú ha. Alo, 1 2 1 5 5 5 6 8 9 1 2 4 5 5 5 6 7 8 9 ha. Phiên bản mới giảm hú ha, lập trình DSP. Đây. Ha, thay đổi ha. Rồi, giờ mình chuyển qua test nhạc ha.